Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn ta chữa bài số 65, cũng vẫn tìm các điểm thỏa mãn nguyên đẳng thức vectơ ở trong cho tam giác ABC. Hãy xác định các điểm IJ, KL thỏa mãn đẳng thức sau, thức vectơ sau. Làm IA. Hai lần IA, hai lần IA. Trừ đi 3 lần IB bằng 3 lần PC. Rồi, ok. Xem nó có cái gì nào. Ở đây 2 lần IA lại trừ đi 3 lần IB lại bằng 3 lần PC. Thì chắc rằng là chúng ta sẽ phải chèn cái điểm xem là chèn điểm nào vào đây để chúng ta làm đẹp chút. 3 lần BC cả. Nếu giả sử chúng ta chèn điểm A vào đây thì chúng ta sẽ có là AB. Rồi ok, chúng ta sẽ chèn điểm A vào đây nhé. Chèn điểm A vào giữa này. Để chúng ta sẽ có 3 lần AB gì đó đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ có này, có IA và đây có IA thôi và đây AB. 3 lần AB với bên này 3 lần BC nó kia đó thì chúng ta sẽ có cái gì đó chúng ta thấy khá là hay đúng không? Để xem nào, chắc là được thôi. Mình sẽ mạnh dạn chèn vào này là 2 lần IA trừ đi 3 lần này, chèn điểm A vào đây là ta có IA cộng với AB thì bằng 3 lần BC đó. Rồi ta nhân tung ra trừ 2 lần IA trừ đi 3 lần IA thì còn trừ IA trừ 3 lần AB chuyển sang bên kia thì là bằng gì? 3AB. Rồi cộng với 3BC. Đó, ngon rồi, ok, đẹp quá. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có là chuyển thằng này chính là AI. Trừ IA thì mình viết từ AI đúng không? Bằng 3 lần AB cộng với BC thì chính là bằng AC. Ồ, ngon rồi. AI bằng 3 lần AC thì không có gì phải bàn nữa rồi. Wow, nó gấp 3 lần, độ dài 3 lần. Thôi mình cứ vẽ cái đoạn thôi đúng không? Ở đây chỉ vẽ cái đoạn thôi. Ví dụ cái đoạn là AC đây. Đây là A. Đây là C. Thì AI gấp 3 lần thì nó lên đây một đoạn này. Hai đoạn nữa thôi đúng không? Thì AI đây. Đó. Đây chính là điểm Y của chúng ta. Đó. Chưa? AI bằng 3 lần AC. Chuẩn rồi. Đấy, cùng hướng. AI đây. AC đây. Rồi. Đó. Vậy thì đây chúng ta suy ra. Điểm Y. Đó. Nằm trên tia AC. Tia AC tức là gốc ở gì? A và cái hướng là C đúng không? Tia C. Đấy. Sao cho AI độ dài AI bằng 3 lần độ dài AC. Đó. Nhìn vẽ để chơi nhỉ. Đấy. Nhìn vẽ. Ok, đến điểm A của ta. Yeah, ta xong rồi sang IB. Ta sang IB này. IB. GA cộng GB cộng 2GC. Cái này thì khá là dễ rồi. GA cộng với GB cộng với 2GC thì bằng vectơ 0. Ta thấy GA cộng GB kết hợp thằng này với nhau thì chắc chắn ta phải gọi này. Ta gọi này. Gọi M đi. Là trung điểm của AB. Thì từ đây ta có là GA cộng với GB thì bằng 2 lần GM. Ok. Vậy thì ngon lành rồi, suy ra GA cộng với GB cộng với 2 lần GC bằng vectơ 0 thì tương đương với 2 lần GM
cộng luôn với GC. 2 ra ngoài bằng vectơ 0. Vậy đương nhiên là suy ra là GM cộng với GC bằng vectơ 0. Ngon lành quá. Thế này suy ra G là trung điểm của MC. Xong. Rất đơn giản đúng không? IB thì dễ quá. Chắc cũng không cần phải vẽ hình đâu nhỉ. G là trung điểm của MC. Nói quá rõ rồi. M thì là trung điểm của AB. Ê, cứ vẽ ra thôi. Thích thì vẽ, không thôi. Tốt nhất là thường cũng phải vẽ đúng không nhỉ? Ok. Đâu sang IC này. C. IC là K cộng với KB trừ đi KC thì bằng vectơ BC. Cái này cũng dễ, bởi chúng ta nhìn này, KB trừ KC, KB mà trừ KC thì bằng vectơ là CB, ngọn trừ gốc đúng không? CB. Đấy. Và nói tóm lại chỉ còn mỗi cái thằng K này thôi, cái thằng K này thôi. Đấy. Tất cả thằng này đều là gì? Vectơ cố định rồi. Vậy thằng này tương đương với K cộng với vectơ gì? Ngọn trừ gốc, ngọn ngọn là thằng B, là vectơ CB bằng vectơ BC. Được chưa? Cái này khá là dễ rồi, tương đương với K bằng K chuyển vế sang B này thì bằng trừ CB thì còn cộng với BC đúng không? Cộng BC nói tóm lại là bằng 2 lần BC. Rồi đây là cố định rồi, có điểm A, BC rồi. Thì chúng ta sẽ vẽ thôi, vẽ tam giác ABC thôi, 2 lần BC. A đây. BC đây. Cái nhỏ thôi. A B C. Được chưa? Thì KA thì bằng 2 lần BC. Vậy nói tóm lại là nó phải ở phía bên này, đúng gấp đôi lên, đúng chưa nhỉ? Chỗ này điểm đây. Đấy, nó sẽ tạo thành hình hành chỗ này đây. Đó, thì điểm K nó nằm chỗ này. Đấy, đây điểm K của chúng ta đây. Đó, K thì bằng vectơ B 2 lần vectơ BC. Đấy, độ dài nó gấp đôi. Đó, điểm K đấy. Được chưa? Đây tạo thành hình hành đoạn này. Đoạn này. Này đó, ba bạn đồng nhau chưa? Ok, thì đấy là kỷ niệm K. Vậy thì nếu thích thì chúng ta sẽ gọi là gì? Chúng ta sẽ gọi gọi cái điểm M đi, à trên có M rồi đúng không? Gọi điểm N đi, là điểm đối xứng của C qua B. Hay mở ngoặc là B là trung điểm của gì? Của LC. Thì lúc này ta suy ra điểm K. Điểm K L nó sẽ nằm bên này này. L nằm đây. Tóm lại là như thế, đúng không? Điểm K cùng với các điểm là A này, C này, N tạo thành hình hành là gì? CAKN, CAKN. Ok, đây ta tìm được như vậy. Ok. Rồi. Đó. Chúng ta sang cái IC là xong cái IC chúng ta. Chúng ta sang ID này. LA trừ 2 LC LA vector trừ 2 lần LC vector thì bằng AB vector AB trừ 2 lần vector AC.
Rồi, chúng ta sẽ xem nó có cái gì. À, chuyển thằng này sang đây, khả năng chúng ta sẽ có, liệu có gì không? Thử xem nhá, chuyển thằng này sang đây. Chuyển hết vế đi. NA trừ đi AB thì cũng không được nhỉ, NA mà trừ đi AB thì nó lại thành. Thế còn thằng chuyển sang đây thử xem nhé, chuyển thằng này sang đây trước này. Là cái gì? À, chúng ta cứ chuyển cái thằng này có thằng AC chuyển sang bên này thì nó thành gì? À, khả năng ok đấy. Chúng ta sẽ có LA này. Nguyên nhá. Trừ đi hai lần NC này. Xong chuyển sang là cộng với hai lần AC. Đúng không? Hai lần AC thì chúng ta sẽ có là bằng này AB. Đúng không? Thế thì chúng ta chỗ này này, chúng ta tiếp tục tương đương tiếp này, biến đổi chút này. NA vẫn giữ nguyên này. Thằng này mình đảo đi, đảo đi đúng không? Đảo đi thì chúng ta sẽ có là thằng này sẽ cộng với mình cộng hai lần AC trước nhé, hai lần AC trước này. Đó, thằng này đảo dấu âm ở đây thì thành CAACL này cộng với hai lần CL thì bằng với TAB. Đó, ok chưa? Thì nhóm 2 ra ngoài thì chúng ta sẽ có là NA này cộng với hai lần vector AC cộng CN chính là vector AN. Đó, ok, NA với AL này ngon lành quá rồi. Bằng vector biến đổi hơi lằng nhằng chút nhưng tôi kệ nó, vẫn là nhìn thấy AL đây thì chúng ta sẽ là chính là trừ gì? À, LA thì chúng ta sẽ thành trừ AN, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ có tương đương là chỉ cần là một vector AL thôi đúng không? Trừ AN cộng 2N thì vector trừ thì trừ AN AN. Cộng với hai lần AN bằng AB. Ôi, ngon rồi, tương đương với vector AN bằng vector AB. AL mà bằng vector AB thì đương nhiên là gì? N trùng với B. Xong. Ý này thì không có gì phải bàn. N trùng với B là xong. Ok. Rồi. Tiếp tục ta chữa bài số 66 này. Vậy thôi. Cho tam giác ABC hãy xác định các điểm IF, KN thỏa mãn các đẳng thức sau. IA trước này. IA cộng với IB trừ IC thì bằng vector BC. Cái này khá là dễ rồi, chúng ta sẽ IB trừ IC chúng ta sẽ biến đổi được, IA giữ nguyên. Cộng với IB trừ IC thì ngọn trừ gốc tức là bằng vector CB. Vector CB thì bằng vector BC. Ô, cái này có vẻ gần giống với trên sao nhỉ? Nói tóm lại là chúng ta sẽ có IA là bằng vector gì? IA bằng hai lần vector BC. Đó. Hình như nó giống như IA, giống IA của cái thằng IA là BC. Rồi nói tóm lại là ta xác định được cái thằng đặc điểm Y, đúng không? Đó, hình như nó giống cái thằng này. Đúng cái bài mà vừa rồi chúng ta đây đúng nhỉ, đúng rồi đấy, K bằng hai lần BC, vậy thì nó chính là cái bài là IC này, của cái IC của bài số 65 đúng không? Đấy, từ đây suy ra này giống này IC IC bài 65. Ok nha, giống thì thôi chúng ta sẽ làm tương tự xem không. Các ý khác có ý nào giống không? Ta xem nhá, ta soi lại xem có giống không, giống thì hiểu quá nhỉ. Hai bài này là đây có đúng IC đúng rồi, IC nó chỉ thay mỗi là A K thành K thôi, chuẩn rồi. FA FB không có này. 3K KB KC với tư không này, không có 3 này. Rồi 3. Ok, thế là B CD nó không giống, không trùng. Đó. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục các sang IB này. IB thì dễ rồi, đúng không? Chúng ta nhìn IB này.
là FA cộng FB cộng với thằng FC bằng AB cộng với thằng AC. Đó. Cái thứ nhất ấy, chúng ta thấy FA, FB, FC ấy, thì chúng ta thấy là điểm F này, chúng biết là điểm F này sẽ là bất kỳ đúng không? Thì chúng ta sẽ liên quan đến A, FA cộng FB cộng FC liên quan đến trọng tâm của tam giác ABC. Thì FA cộng FB cộng FC thì bằng 3 lần F cộng. Thế còn AB cộng AC sẽ bằng 2 lần AI chẳng hạn. Trong trường hợp AI đi rồi vì AM, M là trung điểm của AB. À, của BC. Chúng ta sẽ có ngay đúng không? Thế bây giờ trước tiên ta phải gọi nhá. Ta gọi G là trọng tâm. Trọng tâm của tam giác ABC. Rồi. Và M đi, M là trung điểm. Của BC đúng không? Thì từ đây suy ra ta sẽ có là gì? FA cộng với FB cộng FC thì bằng 3 lần FG. Và AB cộng với AC thì bằng gì? 2 lần AM. Đúng không? Vậy từ đây ta sẽ có 3 lần FG bằng 2 lần AM. Đó. AM được cố định rồi, vậy từ đấy suy ra FG bằng 2 phần 3 AM. FG mà bằng 2 phần 3 AM thì chúng ta thấy có cái gì gì đó nó. Nếu không nhầm thì trong trường hợp này F nó sẽ trùng với gì? Trùng với A luôn đúng không? Chúng ta như đây. G là trọng tâm đây, ví dụ ta vẽ trọng tâm. Đây là A, B, C, trung điểm đây. Cái điểm M đây. Chia 3G đây. Thì ta có là AG cũng bằng 2 phần 3 AM, đúng không? Mà đây, theo tính chất trọng tâm, thì ta có gì AG bằng 2 phần 3 AM. Rồi thế nhìn vào đây AG bằng 2 phần 3 AM đấy. FG bằng 2 phần 3 AM. Vậy từ đó suy ra từ đây số 1 đây. Số 2 đây. Từ 1, 2. Thì suy ra F F F F trùng với điểm A của chúng ta. Xong, ý B. Ok chưa? Tiếp tục chữa IC. IC ta xem nào, IC. 3K cộng với KB cộng KC 3 KA cộng với KB cộng với KC bằng vectơ 0. Thì trước tiên thì ta cứ vì KB cộng KC này, chúng ta có kết hợp KB cộng KC nha. KB cộng KC thì bằng bao nhiêu? Thì sẽ bằng ví dụ như vừa rồi mình gọi M, M là trung điểm của BC đúng không? Thì KB cộng KC thì bằng 2 lần KM. Đó. Vậy ta sẽ có này. À sẽ ta có KB cộng KC thì bằng 2 lần KM. Hoặc là M là trung điểm của BC. Vậy từ đấy suy ra ta sẽ có là 3KA cộng với 2 lần KM thì bằng vectơ 0. Ok chưa? Đó. Vậy đến đây chúng ta thấy là có K này, K ở cái vectơ thứ nhất và K ở vectơ thứ hai. Sau đó chúng ta thấy này, nếu làm vậy thì chúng ta thấy khó xác định, vậy ta phải chèn cái điểm gì?
Ở đây ví dụ như mình sẽ chèn điểm A vào đây. Chèn điểm A vào đây. Ta sẽ có là gì? Chèn điểm A vào ta sẽ có 3K cộng với 2K cộng với 2 lần AM bằng vectơ 0. Rồi chỗ này ta sẽ có là 5 vectơ K đó thì bằng trừ 2 lần vectơ AM. Hay nói tóm lại là chúng ta sẽ có là 5 vectơ KA thì bằng 2 lần vectơ MA. Hay nói cách khác, KA vectơ thì bằng 2 phần 5 vectơ MA. Vậy thứ nhất là KA và MA nó sẽ cùng hướng vì nó là 2 phần 5. Đúng không? Cùng hướng. Và đương nhiên M nó sẽ nằm gì? À K chứ. K chắc chắn nó sẽ nằm trong cái đoạn AM rồi. Và với độ dài của nó này bằng 2 phần 5 của thằng MA. Đây. Ví dụ như đây chúng ta vẽ nha. Chúng ta vẽ cái tam giác ABC đi. ABC. Ví dụ đây. A, B, C. M là trung điểm đây. Đó. Để AM đây. Được chưa? Thì cái thằng AM này, MA này nó sẽ chia là 5 một đoạn này. 2 3 4 và 5. Ok chưa? Thì cái thằng K K bằng 2 phần 5 MA thì đương nhiên là KA này. K rồi đến A hướng KA bằng 2 phần 5 thì K nào đây? Đó, đây là K. Đó, KA này. Và MA cùng hướng 2 phần 5. Ok. Đấy. Thì giấy suy ra K nằm trên đoạn gì? AM. Nằm trong đoạn AM, chính xác AM. Trên đoạn được AM. Sao cho AK bằng 2 phần 5 AM. Ok, để ta tìm được điểm K của ta. Được chưa nhỉ? Sang ID. 3LA trừ đi 2 LB hình như giống đâu nhỉ, nhìn quen lắm, cộng với LC bằng vectơ 0. Nhìn quen lắm. Ba thằng này tách ra làm 2 và 1 thì ta sẽ có này. 2 LA trừ đi 2 LB rồi cộng với LA cộng với LC bằng vectơ 0. Đó. Thì đây ta thấy là 2 LA trừ LB, 2 lần LA trừ LB đúng không? Cái LA trừ LB thì là ngọn trừ gốc. Ngọn trừ gốc tức là bằng 2 lần vectơ BA. 2 lần vectơ BA. Rồi cộng với thằng này gì? LA cộng với LB, à LC thì bằng 2 lần mình cứ cho là LG đi, không có gì đúng không? Hai lần là gì được rồi, là gì và ngoặc với gì là gì, à chết, chưa xong, bằng vectơ không và ngoặc là với gì là trung điểm, trung điểm của thằng nào, của cái thằng AC, được chưa? Đến đây chúng ta chia hai vế cho hai thôi, chỗ này sợ ngon lành quá rồi còn gì nữa. LG thì chuyển vế thằng này, chuyển nó trừ đi BA thì bằng AB. Rồi. Thế dễ rồi, LG thằng này chính là tạo thành hình bình hành thôi. AB mình vẽ ABCD đã. Lắp ra ABC chứ. Đây. Tam giác ABC
khác rồi. À, B, C này. Để xem cái thằng J này, J là gì? J là trung điểm của AC, đây gì đây? Gì đây? Đúng không? Thì LJ thì bằng AB, LJ. LJ đây bằng AB đây. Thì L nó phải lên trên này, đúng không? Rồi vẽ đây. Hình bình hành. Vẽ không hình bình hành lắm đâu, hơi tưởng tượng thôi nha. Ui giời, xấu quá nhỉ. Đó. Đấy. Ok, cũng tương đối rồi. Đây chính là điểm N của chúng ta. Đó. Đây LJ thì bằng AB. Ok, từ đấy suy ra thì chúng ta sẽ thấy như sau. Và từ đấy ta suy ra là L A B J là hình bình hành. Rồi ok, được chưa nhỉ? Vậy là chúng ta đã giải xong cái bài số 66. Ok, đấy nhá.